Xin chào các bạn, thì cái video này thì nó tiếp tục làm hành trình mà đi từ cái chợ Mỹ Phước Tây mình đi ra ngoài thị xã Cai Lậy. Thì đây là con đường huyện mà 868 nó dẫn dài ra tới ngoài thị xã Cai Lậy. Như các bạn thấy đó, thì trời hôm nay rất là trong, nắng không có gió. Con đường này là khúc này là khúc dân cư rất là đông nha các bạn. Bên phải mình đó là có nguyên một cái khu dân cư được quy hoạch rồi, được có chia ô chia đường cũng rộng lắm, người ta đã xây nhà mua nền cũng rất nhiều trong đây. Phía bên cánh bên phải cái đoạn đường này là đoạn tập trung rất là nhiều dân cư, cho nên bạn thấy không, nhà cửa nó nhà san sát nhau. Thì con đường này là đi thẳng hoài á, mình sẽ ra ngoài xã Cây Lậy. Ở trong đây này cũng có nhiều công ty nha, công ty này cũng năm bảy công ty rất là lớn, thì người ta thường đi cái tuyến đường này nè để ra ngoài quốc lộ. Mấy chỗ này là khu vực người ta buôn bán, các tiểu thương bán phở, karaoke, này là karaoke, karaoke năm râu á, nhà như cái biệt thự vậy đó nhưng mà làm karaoke. Mấy chỗ này thì bán vật liệu xây dựng, có cây xăng Petrolimex ở đây nữa. Từ từ đây mà ra tới ngoài thị xã Cai Lậy thì nó đi, nếu mà đi nhanh á thì nó tầm chừng hơn 15 phút à. Nóc đang đi với vận tốc cũng rất là bình thường, khoảng chừng 20 km/h. Hai bên hông nhà san sát nhau. Những cái nhà mà nằm bên trái á, là nhà nó sát bờ sông nha các bạn. Nhưng mà nó cũng khá xa bờ sông so với những đường khác. Thì từ cái mép đường này á, mà ra ngoài phía bên bờ sông là nó khoảng 30 mét mới gặp được cái bờ sông. Đây thì người ta trồng mít rất là nhiều, khu vực này là trồng mít. Trong đây có quán nhậu Như Ý này cũng nổi tiếng này. Khách sạn Mai Thanh, câu lạc bộ bida. Trời rất là rồi quang mây. Ở đây cũng mới về mưa các bạn. Buổi sáng thì như nó mưa, chiều thì nắng. Cái thời tiết lúc này nó cũng không có ổn lắm. Trong cái khoảng tháng 5 á, mà mùa đi ra ngoài cái mùa này là đang mưa nhưng đang nắng nhưng mà cũng thể trời mưa luôn cũng không chừng. Bên trái có cây dẫn chết khô rồi. Nãy nó quên coi cái cầu này, tên là cầu gì. Trong đây nó có hai cái cầu kinh 12, một là cầu kinh 12 nằm ngay chỗ nằm cạnh cái cầu Mỹ Phước Tây á, còn đi ra khoảng giữa giữa con đường này nó cũng có thêm một cây cầu kinh 12 nữa, tức là có hai cái cầu kinh 12. Cho nên là bạn nào mà muốn hỏi cầu kinh 12 thì phải hỏi cầu kinh hai khúc nào nha. Có hai cây cầu giống tên nhau mà nó rất cách nhau, nó cách nhau khoảng 10 cây số. Vật liệu xây dựng này. Bên trái mình nãy giờ gặp rất là nhiều cái kho bãi khi xây dựng như vậy, cát đá xi măng, vật liệu xây dựng ngọc mỹ. Đây có một cây cọ, có rạp cưới nè, mùa này cũng đang là mùa cưới nữa, có mấy cây sò rất là bự. Hai bên không được, nếu mà đi buổi sáng này trời mát, tầm 3 giờ chiều thì đi đường này nó mát. Con đường này là con đường mà công an giao thông đi cũng rất nhiều nha các bạn. Các bạn đi nhanh rất là nguy hiểm.
đi nhanh với đi ẩu á, dễ bị lụm lắm. Mà đứng nhiều nhất là ở ngoài gần thị xã, gần chỗ mấy cái nhà máy xây lúa. Trong đây có mấy cây xoài bự. Đường hai bên cây xanh, trồng xoài cũng nhiều, nhưng mà dạt cánh trồng là trồng lúa với mít. Chuối này rửa xe, xe nước mía, cây giống cây phượng phải à, đúng là cây phượng này các bạn. Mùa này phượng nở, mùa hè mà. Cầu kháng chiến, đây là cái cầu tên là kháng chiến. Đường bây giờ đi cũng tương đối tốt, cầu thì giờ nó bê tông hóa hết rồi. Cây lại mình bây giờ là đường xá đi khá ngon, ở mấy đường trong là cũng đường cũng cũng là đổ đan hết rồi, nó không có bầy hay như hồi trước. Cái tuyến đường này lúc mới làm là đường đi đẹp lắm, mấy đứa cho châu nó hay đua xe đường này lắm, nhưng mà sau này xe tải được nhiều cái đường nó cũng hơi gập ghềnh nên là ít thấy rồi. Ít thấy tụi nó đua. Bên phải này, mấy con đường này người ta cũng đã gắn bóng đèn. Cái bóng đèn này để chiếu sáng nhưng mà nó thấy không xi nhê. Giống như làm có phong trào sao ấy, chứ vậy bữa nó cũng hư rồi. Nếu mà nó không hư thì cũng bị người ta trộm bóng đèn à. Các bạn đi thấy không? Có mấy cái bóng đèn nó lòi ra như mất cái bóng. Còn nếu bạn nào đi được ban đêm thì thấy nó cũng không có sáng nhiều. Có những công trình làm ra vậy bữa cái nó mất đồ, bị trộm vặt đó các bạn. Rồi thêm nữa cây cảnh này, mưa gió nó hư hao cũng không ai sửa. Cái này mất bóng đèn rồi nè. Một là bị trộm, hai là rớt, nhưng mà cái khả năng rớt nó ít hơn cái khả năng bị trộm. Mất bóng. Ở đây có cái thánh thất. Này có cái cây phượng luôn, cây phượng rất là đỏ. Cái bên có trường tiểu học. Học trò cũng không nhiều. Cái khung cảnh này cũng rất là đẹp nè. Này đi buổi sáng là tuyệt vời luôn. Đi buổi chiều rất là mát luôn. Nãy giờ đi nó thấy chuối trồng ta trồng rất là nhiều nha. Ở bên trái bạn thấy không? Mấy đó là trồng toàn là mít cao sản không á. Tức là có vậy là đã ra trái rồi. Mấy mít này bán có lúc giá lên rất là cao, có lúc thì cho không ai lấy. Này cụ dừa. Tại vì mít lúc mà người ta trồng ít á, giá nó cao cái người ta đua nhau người ta trồng á. Cái sau này ai cũng trồng cái thành ra giá thấp chủng mà nhiều lúc lái nó không thèm mua luôn. Cái thời điểm này thì mít nó đang rẻ. Cái có một số nhà vườn người ta nản quá đó, người ta bỏ chặt mít, người ta bỏ để trồng cây khác, thì cái giá mít nó lại tăng cao. Ở đây giống như trồng chăn nuôi với lại
trồng mấy cây nè, ai lì người đó thắng hay sao? Có mấy đợt người ta phá phá cây cối này trồng có thanh long, thấy thanh long người ta trồng có giá, thanh long trồng mới tới mùa thu hoạch một hai mùa cái mất giá, cái chặt bỏ thanh long trồng qua cây khác, trồng mít thì trồng tùm lum, cái giờ quay lại trồng lại cây ban đầu. Nên có nhiều người người ta tính mắc cười lắm, cho nên là nó cứ xoay vòng 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 nó hoài. Còn ai mà lì á thì giờ lại là có ăn. Phía Đức mình có một cái công ty gì nè, quy mô cũng rộng, công ty hay là cái kho gì phía bên phải. Công ty bạn ơi, mà công ty gì nhìn không kỹ. Cái đoạn đường này thì nhà tương đối nó đã thưa thớt rồi, ra khu khúc mà gần cây lậy á, nó có những cái nhà máy xẻ lúa thì em mới tập trung người đông lại. Ở đây hàng rào nhà là dân ở đây người ta vẫn khoái là trồng mấy cái cây á, làm trồng mấy cái cây bông rồi đó, làm hàng rào luôn. Nãy giờ nóc đi nóc thấy có mấy cái nhà trồng hàng rào bằng bông nhìn rất là đẹp. Xe tải đi nhiều mà đi đi khỏi đi lấn mình á. Mấy bạn đi đường này đi phải kỹ nha, mấy anh xe tải chạy ghê lắm. Nhiều lúc lấn lên lấn mình đi đúng chịu vậy nè, mà lấn mình phải xuống lề luôn, mà mấy ổng không chịu hạ ga nữa nha, rất là ghê. Đi ngược chiều mà không hạ ga luôn, nên là nhiều khi thôi đi đường nào đi mình nhường đi, thế nào nguy hiểm quá thì vô lề đại để mất công, nếu không tróc sơn nữa. Nguyên cái hàng cây cau kiểm này, nhìn đẹp. Giờ này là tầm khoảng 2:30 chiều, có mấy bạn thấy có mấy cái cột đi ngang đó không? Đó là nhà máy xe lúa, cái người ta cho chuyền lúa ra phía bên ngoài á, có cái gọi là cái băng chuyền á, nó quay đặt bao lúa lên nó thì nó quay cái lúa nó chạy qua bên kia. Ngay đây có thêm cái công ty nữa nè, cái bên trái mình á có cái quán lẩu mà Tám Tâm á, ở đây cũng rất là nổi tiếng, người ta hay ghé đó mua về ăn rất là nhiều, tại vì trong đây nó không có nhiều chỗ buôn bán đồ ăn đồ uống. Chỗ đó kêu là lẩu Tám Tâm. Đây thêm một cái công ty nữa, công ty thực phẩm gì đây, cái chỗ cái cua này nè là mấy anh hay đứng luôn lắm luôn, nó đi nó gặp hoài luôn qua cái cua này nè, là mấy anh đứng rất là nhiều. Tại vì cái cua thường thường đó là nó có cái vạch liền á, nếu bạn mà chạy nhanh mà lấn vào cái vạch liền đó thì bị dính vô cái tội gọi là đi không đúng làn đường, giữ cái vạch liền không, mà mấy cái cua mà đi nhanh nhanh là đi qua phần bên kia là tới khúc này là bị bắt hết. Thường thì anh đứng ở chỗ này nè, nãy giờ toàn là vạch liền, nó kéo dài tới đây vẫn chưa hết, mà cái cua nhìn xa đâu có thấy rõ, chỉ khi nào đi qua rồi mới thấy, mà lúc đó thấy thì quá trễ. Tức là những con vạch liền nha các bạn, khúc này ai đi dễ ý nè, đi nhiều khi lấn lấn ở bên kia đi là qua đây là xong phim hết.
mạch liền nó kéo dài tới đây luôn. Thì đây là cái cầu Kinh 12 nè, hồi nãy nó cũng nói đó. Đây là cái cầu Kinh 12. Ở trong chợ Mỹ Phước Tây nó cũng có một cái cầu tên là cầu Kinh 12, nó cũng to cỡ này luôn. Cho nên là ai mà hỏi đường, ai mà hỏi các bạn mà đường đi tới cầu Kinh 12 ở đâu thì các bạn mới hỏi là đó rõ chút để chỉ người ta. Đường này nếu mà rẽ trái trong đây nó có cái chợ nha các bạn. Ở đây nóc mình đi thẳng luôn, đi thẳng để ra ngoài cái thị xã Cai Lậy. Cái đoạn này là hình như nó thuộc cái xã Tân Bình rồi. Nha khoa Lô Tút này. Khúc này vạch liền nữa nè. Vạch liền mà đường cong nữa, các bạn phải cẩn thận. Thường thường bị lắm. Đặc biệt cái này là giữa thu mua mít đó. Gom về đây. Thì cánh bên đây là mua mít nó ít hơn cánh phía bên cái phía bên Ngũ Hiệp. Cánh bên đó người ta thu mua mít nhiều hơn bên đây. Bên này giống như là nó ít có vựa. Mấy vựa mà thu mua mít thì không nhiều. Ở đây có, đây có cái đường ngay ngay cánh này nè, bên trái á. Thì nghe nói là đường này sẽ dẫn vào cái đường đường lên cao tốc á, nhưng mà Nóc chưa có đi con đường này. Không biết là người ta làm xong chưa nữa. Có cái nhà, có cái cửa, nhìn hoành tráng không? Lại là con đường cong nữa. Chỗ này cũng hay đứng nè nha các bạn. Bạn nào đi ở miền Tây thì ở Cai Lậy thì biết khúc này. Thường thì buổi sáng mấy anh đứng rất là nhiều. Đây có mấy cái cây cồng mà nhìn nó mát nha. Phía trước mình là có thêm một cái nhà máy xay lúa nữa đó. Nhà máy xay lúa bên trái nó sẽ xay xong sẽ đổ ra, nó chuyền qua bên phải mình. Phải mình để xuống mấy cái ghe để chở lúa đi. Một là chở lúa đi, chở lúa vô để xay, xong chở gạo ra. Nó có hai đường chuyền, chuyền lúa vô và chuyền gạo ra. Lúc nãy thì con kinh này nó nằm phía bên trái của mình. Nhưng do lúc nãy mình đi qua cây cầu các bạn, nhớ không? Cái cầu kinh 12 á. Hiện qua cái này mình đi đảo ngược lại rồi. Vậy con kinh nằm bên phải mình đó nha. Vậy thì lúc này thì con đường này nó nằm rất là sát bờ kinh. Nó chỉ có một số nhà nhưng mà đều nó cận bờ kinh lắm. Còn khúc ở trong á thì cái bờ kinh nó hơi rộng. Giờ ra các bạn nhìn thấy đã thấy bờ kinh nằm sát bên đường. Nó không có rộng lắm, nhà nó sẽ không có kiên cố. Bên trái mình có hình cái chùa. Cái khúc này là thuộc địa bàn xã Tân Bình, huyện Cai Lậy nha các bạn. Cai Lậy nó có cái xã Tân Bình, còn có thêm cái xã gọi là xã Tam Bình nữa. Tam Bình thì nằm phía bên cánh Ngũ Hiệp, gần bên đó đó. Bờ sông nằm phía bên phải mình.
đi về đã đi sát cái bờ sông luôn á. Sông cũng tương đối rộng. Tới đây thì cũng sắp tới cái thị xã Cai Lậy rồi. Chút xíu nữa mình sẽ đi ngang một cái con đường con ngang cái cao tốc Trung Lương Mỹ Thuận. Thì nóc thấy là xe nó có chạy rồi đó. Từ lúc cái đường cao tốc nó làm xong thì cái mặt quốc lộ 1A nó bớt xe hẳn ra. Trong này có mấy ngôi nhà rất là to nha. Người ta giàu ghê. Trường Trung học cơ sở Tân Bình. Phía trước mình là có mấy cái nhà máy xe lúa luôn à. Rất nhiều, nó không khơi khúc này là nó có hình như tới 7-8 cái nhà máy xe lúa rồi. Tân Long nãy giờ ba cái nè, này bốn nè, xe container đậu đây là dập dìu luôn. Cái đường này nó hư là cũng nhờ công của mấy anh này lắm á. Mà tưởng tượng cái cầu này mà xe container đi ngang qua. Ở đây nên có cái cây cầu vượt sông qua bên kia này. Cầu này chắc đi xe máy với xe thô sơ quá. Này bo đường cong quẹo qua phía bên kia. Bên kia thì nóc chưa có đi. Ở ngoài đây thì bèo trôi ghe tàu cũng hơi dụng nhịp. Tại vì ngay chỗ này ra ngoài cái hướng hướng sông á. Nó có nhiều con đường thủy điên này này, nhất là chở lúa chở gạo hay vô đây nè. Để người ta xây xác xây cái lúa rồi chở lúa chở gạo đi bán lung la. Bên trái có mấy cái nhà nhìn đẹp. Phía trước mặt mình là có thêm một cái nhà máy xây lúa nữa cả. Các bạn thấy xa xa có mấy chiếc xe chạy qua chạy lại đó. Đó là cái cầu cao tốc Trung Lương Mỹ Thuận đó nha, phía trước mặt mình đó. Qua cái đoạn này là tới chỗ đó rồi đó. Cái cao tốc mà người ta nói là không có làn khẩn cấp đó. Chính là cái cao tốc này nè, nó bắt ngang qua cái con đường này luôn. Cao tốc Trung Lương Mỹ Thuận. Đây, mình đang đi dưới chân cầu của nó đây. Mỗi bên hai làn xe. Tiếp tục nè các bạn. Gặp cái nhà máy xe lúa nữa nè. Đây rồi, 1, 2, 3. Ba cái nhà máy xe lúa nữa. Cái lại thì cái khúc này là tập trung nhiều nhất. Nhà máy xe lúa. Dung kia gặp thêm 1, 2 cái nữa. Cái ghe bên phải mình là cái ghe đó giống để chi chở trấu á, tức là lúa người ta xay ra xong rồi thì cái hành hạt gạo thì đem đi bán không nói, còn cái vỏ lúa thì người ta sẽ đem đi, người ta mua về rồi người ta một á là bán trấu. Cái vỏ lúa thì người ta kêu bằng trấu nha, trấu người ta để nấu củi, nấu bằng những cái kiểu gì mà xài trấu á, giống như làm đậu hũ thì nấu bằng trấu, đỡ tốn tiền, đỡ tốn ga, tốn củi. Còn không thì người ta đem cái trấu vậy người ta đi người ta làm thành cái than á, ép thành cục với cây than, nhưng mà than trấu cũng rất là tốt. Còn không người ta đem người ta đốt luôn, đem đốt nó thì để làm thành tro. Cái tro đó thì ở quê nó xài rất là nhiều, dùng để bón cây với lại để ươm mấy cái giống cây cho cây nó mọc á, người
kêu bằng tro trấu. Còn cái chuyện mà củi trấu thì nó mới có gần đây thôi, người ta ép sao hành cây củi được thì nó cũng không có rõ nữa. Mấy cái vỏ trấu mà thường thì mấy bạn ăn một vịt lộn á, thấy người ta luộc người ta hay ủ trong đó, tức là nó giữ nhiệt cũng cũng rất là ok. Đây là cây cầu Cà Mau. Cao cầu này thì tới luôn thì sẽ cây lại đây nha các bạn. Đi qua cái đoạn này chút xíu rồi mình sẽ có đường vào thị xã nè. Tiếp tục đây lại là cái nhà máy xây lúa tiếp. Hoa Mai. Nhà máy xây lúa Hoa Mai. Phía xa xa nó có mấy cây phượng bông đỏ cả. Thường thì cây phượng này nó không mọc gần chùa thì nó mọc ngay trường học, người ta trồng ở khu vực này thường là vậy. Chỉ một số ít thì nó trồng ở một số vị trí khác thôi, chứ đa phần nằm gần trường học hoặc là công viên. Ở chỗ này là cái đường là cao đang chiếm nha. Chỗ này mà mấy bạn mà đi thẳng á, thì nó cũng ra thị xã Cai Lậy nữa, nhưng mà nóc đi rẽ trái vô. Tới giờ nóc quẹo con đường này là con đường mới nè, nó mới làm nhựa khoảng chừng 3-4 tháng nay. Cái trước nó con đường này thấy ghê lắm. Đây là con đường gọi là đường cao đang chiếm. Thì con đường này đi thẳng hoài vô trong hướng trong các xã khác. Nhưng mà ngay chỗ này á, nó có hai con đường, một là mình quẹo vô cái đường Trương Văn Điệp, hoặc là tới xíu nữa cũng vậy, như con đường đường là đường Võ Việt Tân thì cũng đi vòng vòng trong cây lại nha các bạn. Tại cái khúc này là đường nó mới làm, mới đổ ở dưới xong rồi mới làm vỉa hè đó. Bữa nay Nóc sẽ đi cái hành trình mà đi vậy, đi vô trong cái đường Trương Văn Điệp. Đường này là đường cao đăng chiếm nha. Trương Văn Điệp thì mình quẹo vô cái hướng vào cái chợ cây lại. Buổi tối thì trên con đường Trương Văn Điệp này là người ta ăn uống sầm uất lắm nha các bạn, ngồi mà đi hè ngồi rất là nhiều. Ở cái lại là ăn uống ban đêm là ra chợ là ngồi tấp nập lắm. Phía bên phải thì mình nhà cửa cũng chưa nhiều, vô con đường này mới vừa làm á, cộng thêm thì đa phần đất đất nhà. Trương Văn Điệp. Đi qua khỏi cái cây đằng trước mình nó sẽ có cái đường, mình rẽ vào cái đường Trương Văn Điệp. Bên trái mình là Quý Bang nè. Chứ mình có cái đình nữa. Quán Úc. Úc Chi. Thì con đường này ban đêm là người ta ăn uống ngoài vỉa hè rất là nhiều nha. Đây có nhiều quán ăn lắm. Cô Chú Nhỏ nè. Ốc Tuấn Dương. Cali Quán. Ốc Chi. Bún đậu tóp mỡ. Sáu Đâu. Rất nhiều nha các bạn. Thì đây là cái con đường mà buổi tối nó nhộn nhịp nè. Thì mình mà đi thẳng á, là sẽ tới ngay cái chợ, tới ngay cái chợ Cây Lậy. Đi thẳng hoài là gặp ngay cái cửa đông của chợ Cây Lậy á. Vì cái video này thì Nóc làm cái hành trình đi từ Mỹ Phước Tây ra tới ngoài thị xã Cây Lậy. Điểm đến mình là cái chợ Cây Lậy. Còn những cái về vòng vòng trong thị xã Cây Lậy với trong chợ Cây Lậy thì Nóc sẽ làm một cái video sau nha. Đây là cái đường Trường Văn Thố nè. Bên trái mình là cái trường học cũng tên là Trường Văn Thố luôn. Khúc này là khu vực chợ thôi nha. Giờ mình rẽ trái thì cũng đi ra cái khu ăn uống thôi. Ngoẹo phải thì là cái khu vực của chợ đó. Cái lẫy nó có chợ, nó có tới 4 cửa nữa. Đông Tây Nam Bắc, đi thẳng là cửa đông á. Giờ mình ngoẹo phải sẽ là cửa bắc nè.
người ta bày ghế sẵn rồi đó. Chiều á là buôn bán ăn uống ở ngoài. Thì cái video mà nói về cái chợ cây lậy với thị xã cây lậy thì nó sẽ làm cái video sau, thì rất mong gặp lại quý vị và các bạn.